Ô. Ui. Khiếp, nhìn xinh gái đấy. Lúc nào là xinh. Đi đâu ấy? À, mày đi chơi mày không rủ tao nhá. Mày đi đâu? Mày ăn mặc đẹp này. Đi ăn với ai? Đi ăn với ai? Đi ăn một mình thôi. Đi ăn một mình chẳng bao giờ mặc quần áo đẹp như này, thề luôn. Thấy không? Đấy anh em ạ. Ăn mặc rất đẹp luôn. Đi đâu? Ô, cho đi ơi. Cho đi với. Mày đi đâu ấy? Hả? Hả? Đi đâu ấy? Hôm nay ăn mặc nhìn xinh ấy, đi đâu? Mày đi chơi với ai? Sao không đi chơi với ai cả? Mày đi thần kinh à? Mày đi chơi với thằng nào? Mày đi cả. Không đi chơi với thằng nào mà ăn mặc nhìn anh em nhìn ăn mặc nhìn ngon ấy, nhìn xinh ấy. Đi đâu? Khai thật đi. Anh em hôm nay anh em nhìn thấy có điệu đà không? Thôi tôi bảo hôm nay đi quay một cái video đời sống. Tại vì là hôm qua đọc comment của tất cả anh em bảo là anh Nam với chị Luyến quay một cái video đời sống đi. Chẳng biết là đời sống như nào thì hôm nay mày phải đi quay với tao nhá. Đi quay cái gì ạ? Thì đi quay đời sống, một cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào thì mình quay lại cho tất cả mọi người xem. Mày đánh ngáo à? Đấy anh em thì nó ngáo, đấy chưa gì nó đã đánh tôi rồi. Thì đấy là cũng trong hàng ngày thì không gì nữa. Cả mình. Thôi bây giờ hôm nay thì nói chung là để cho tất cả anh em được gọi là vừa ý thì ngày hôm nay tôi và Luyến sẽ dẫn anh em đi gọi là quay tất cả những cái cảnh đẹp quanh chỗ tôi. Ngày hôm nay tao mày dẫn mọi người đi quay cảnh đẹp để cho mọi người biết là cái cuộc sống hàng ngày của mình như nào. Được không? Đồng ý không? Đi luôn. Tí về. Tí về bao mì ngay. Mày ăn hết bao nhiêu bát tao trả tiền luôn. Ăn cái gì nữa lại bao tiếp? Uống trà sữa, à uống gì cả, sữa chua chân châu nghe này. Ủa nghe nghe một khuôn, mình đã đòi ăn mì cay rồi, đòi ăn sữa chua chân. Ờ thế mua, thế mày phải đi với tao đã. Ok hứa luôn, bóc méo luôn, mày phải đi với tao. Để ngày hôm nay cho tất cả các bạn xem gọi là cuộc sống hàng ngày của tôi và Luyến như nào anh em nhá, đấy. Đấy mọi người ạ, à, nói chung là ngày hôm nay thì tôi sẽ đưa mọi người một vòng quanh cái chỗ khu tôi ở. Để xem là nó có gì đẹp không mọi người nhá. Mày giới thiệu với mọi người đi, mày cắm mặt điện thoại xuống này nhỉ. Đang check in nhận quảng cáo khách. Tí nhỉ. Gì cái gì, đang đưa mọi người đi chơi. Mày định nói cái gì? Tao bảo hôm nay cho mọi người xem cuộc sống hàng ngày của tao với mày ấy.